Xin chào Thái Tuấn. Xin chào chị Ngân Giáng, xin chào tất cả khán giả của Báo Hà Tĩnh. Tuấn ơi, bây giờ chúng ta là có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình chưa? Để bắt đầu cuộc hành trình của mình thì đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra lốp trước, lốp sau xem là có đủ hơi hay không. Chúng ta kiểm tra lại phanh để xem có đảm bảo an toàn hay không. Và trong những cái ngày hè nóng nực như thế này thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một chai nước để có thể tiếp sức. Vậy thì bình thường Thái Tuấn có thường là đạp xe đạp thể thao như thế này không? Vào mỗi khi chiều lúc mà em đi học về thì em thường dành ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng là để đạp xe dạo quanh thành phố. Và trong những ngày cuối tuần như là ngày sáng chủ nhật thì em cũng thường bạn bè của em là đạp xe dạo những cái cung đường ngoài thành phố Hà Tĩnh để khám phá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách, đó là đạp xe từ thành phố Hà Tĩnh xuống bãi biển Lộc Hà đấy. Ok, em hoàn toàn sẵn sàng. Nào, chúng ta cùng đi. Let's go. Thưa quý vị và các bạn, thì như vậy là chúng ta đã đạp được đến chặng thứ 2 rồi. Thái Tuấn ơi, em có thể cho biết được là nếu như mà đạp đường trường như thế này thì mình cần phải tuân thủ những cái kỷ luật cũng như là những cái thể lực như thế nào? Đầu tiên là chúng ta cần phải tuân thủ theo luật an toàn giao thông. Thứ hai là chúng ta đi theo đoàn thì chúng ta cần phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc mà trưởng đoàn đặt ra và phải tuân thủ hiệu lệnh. Vậy thì để mà đạp xe đạp như thế này thì vận tốc trung bình mình nên đạp là bao nhiêu? Đối với một người bình thường thì vận tốc trung bình để duy trì được cái sự liên tục sự trèo đá thì là tầm từ 15 đến 20 km/h. Như vậy thì sẽ không gây áp lực lên đôi chân của mình quá nhiều. Các bạn, thì như vậy là chúng tôi đã hoàn thành xong thử thách đạp xe đạp từ thành phố Hà Tĩnh xuống với bãi biển của huyện Lộc Hà. Và có lẽ là cảm giác của tôi lúc này thì cũng khá là mệt. Tuy nhiên khi được nhìn thấy một bãi biển trong xanh với nhiều cảnh đẹp cũng như là được tận hưởng những cái không khí hai bên đường như thế này thì có lẽ là cảm giác đó sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Vậy con Thái Tuấn, em đang cảm thấy như thế nào? Hiện tại thì em thấy rất là mệt ạ. Nhưng mà xuống đấy thì thấy được mọi người đang nối đua dưới biển, thấy được cảnh biển đẹp thì em cũng rất là phấn khích. Và giờ thì chắc là em sẽ xuống biển để tắm thư giãn một chút, sau đó thì là sẽ quay về thành phố ạ. Vâng, có lẽ là bộ môn đạp xe đạp này tôi đã hiểu là tại vì sao mà nó lại cuốn hút với nhiều người như vậy. Bởi vì rất là đơn giản cũng như là ai cũng có thể đạp được và mọi người còn có thể tận hưởng những cái vẻ đẹp hai bên đường khi mà đạp xe đạp nữa. Và bây giờ thì trước khi mà chúng tôi thực hiện chuyến hành trình lượt về của mình thì có lẽ tôi và người bạn đồng hành sẽ tận hưởng một chút không khí của vi biển. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.